Khoan 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 khoan. Các bạn vô đúng kênh rồi đó. Kênh này vẫn là kênh Tế Hình Online. Mình là Trường, còn đây là Đạt. Tụi mình là trong team Media Marketing của BBT. Thì trong khoảng thời gian vừa rồi các bạn theo dõi kênh thì các bạn cũng biết được rằng là team tụi mình dính post khá là nhiều. Thì hôm nay do là mình là người nắm kênh thì mình quyết định sẽ làm một clip bóc phốt lại sếp, vì mình vừa mới xào chẻ được cái này. Cái này là cái chìa khóa xe mẹt. Ừ, từ bữa tới giờ thì cái chủ đề mà chiếc mặt trắng của sếp thì tốn khá nhiều dung lượng của YouTube, nhưng mà cái lượt view thì hiện tại nó chưa đạt được cái target, nên là lần này mình quyết định chơi một cú tất tay, được ăn cả ngã về không. Như nhiều người theo dõi kênh Tế Hình Online thì cũng sẽ biết được rằng là may mắn là mình có em gái nên mình mới được làm ở đây. Thì hy vọng lần này mình sẽ chứng minh được thực lực của mình ở trong BBT. Nếu như lần này lượt view không cao, chắc có thể là team sẽ giải thể. Đừng có nói có thể, phải nói là chắc chắn. Tại vì từ bữa tới giờ thì post quá nhiều rồi. Nên clip này là clip hoàn toàn sếp không biết gì hết. Mình làm bóc phốt sếp và không thông qua ý kiến của sếp. Nhưng mà hy vọng là nếu mà mọi người vì thương tình thì có thể share rộng rộng cái clip này tí xíu, để clip này đạt được target thì mới có thể cứu được team. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Anh đợi, anh đợi. Gì? Mẹ có trả chìa khóa xe mày chán cho sếp nè. Mẹ kiếm sếp thấy giờ đưa cho ai vậy? Trời, chìa khóa xe sếp thì đưa anh để anh giữ cho. Được rồi. Được, anh giữ cho. Trường. Sao anh? Chìa khóa mẹ. Bữa nay anh mới xài chiều anh lấy được cái này. Anh tính làm gì vậy? Bữa giờ thì team tụi mình cũng bị bóc phốt quá nhiều. Ừ, đúng rồi, bóc nhiều. Bị phốt với sếp hơi bị nhiều rồi. Bây giờ mình bóc phốt sếp lại. Em chưa tính nghỉ việc nha. Sau clip này á, nếu mà được nhiều người xem thì có thể tụi mình sẽ được cứu. Còn lỡ không có người xem sao? Dù sao cũng còn gì đến mức đâu. Bóc phốt luôn. Chơi. Ok. Anh Đạt, Đạt cho em coi chứ Đạt. Trời ơi, dạ. Ủa em thấy có khác gì mấy chị mẹt khác đâu anh Đạt? Trời ơi, mẹt này cũng đời cũ rồi. Mẹt của sếp. Mẹt dởm lắm, mẹt đời cũ nên chìa khóa nó cũng xì, chìa khóa dởm nè, thấy không? Thôi chơi. À, bây giờ bữa nay á, mình mới dùng chiêu thức, dùng nghệ thuật để mình có được cái chìa khóa này. Lần đầu tiên có được cái chìa khóa này thì bữa nay mình sẽ bảy ba chiếc mẹt. Ừ, bảy ba chiếc mẹt. Hôm nay chiếc mẹt là sẽ của anh em mình. Ừ, bữa nay mình quậy thả ga luôn. Anh Đạt, lỡ bị đuổi sao anh Đạt? Không, sếp thấy vậy chứ sếp dễ thương lắm, sếp không đuổi đâu, sếp muốn cho gãy răng thôi. Bữa nay mình làm review xương xương của xe của sếp ha. Ồ, ghê anh Đạt ha. Nè, có cái đèn nè. Giờ mình quay kỹ từng cái nè, cái đèn nè. Cái đèn này không phải là bóng đèn LED, mà đây á, là những cái khối pha lê. Pha lê anh Đạt. Ừ, từng cục pha lê. À, vậy đây line này cũng vậy nè. Ủa chứ nó gắn 7 tỷ mà gắn cục pha lê chứ anh Đạt, nó cũng chiếu sáng chứ có gì đâu anh. Cho nó sang chảnh tí mà. Dạ, cho sang chảnh hả? Em thấy cũng vậy à. Nghe đồn á là hai cái bóng này nè là hai bóng bây giờ thì công nghệ nó cũng lỗi thời rồi, chứ công nghệ bây giờ là người ta làm multi beam gì đó, còn công nghệ của xe sếp là xe cũ rồi. Cái này đó nó chỉ được cái là nó cụp lên cụp xuống cụp qua cụp lại đồ, nó chỉnh được tất cả bốn hướng thôi. Bó cái bóng, hai cái bóng đèn, hai cái rotator này là chỉnh được bốn hướng nè. Cũng hay ghê ha, tự nhiên xe 7 tỷ có cái đèn chiếu sáng bốn hướng hay ha. Còn mấy cái chấm tròn này nè là mấy cái cảm biến. Cảm biến hả anh? Mấy cái
mấy cái chấm tròn này để cho mấy cái hệ thống ve xe tự động, đổ xe tự động lên mạng coi mấy cái clip mà buông tay lái ra mà xe nó tự chui vô chuồng, đậu trong chuồng được luôn. Ghê ta. Ừ, xe này nó ghê lắm. Ủa gì sao hôm bữa bị người ta tông không chạy đi, không chạy cảm biến anh Đạt? Là tại vì xe cảm biến mấy cái cảm biến này là nó vui lắm. Thường là xe mình đang chạy không? Nó tông xong rồi nó mới kêu. Chứ mình đang chạy mà nó kêu xong rồi nó mới tông, đâu có kịp. Ôi. Nó tông vô cái đùng xong rồi nó mới kêu, ơi có chướng ngại vật. Ôi gặp chứng dưỡng mà. Ủa còn cái lỗ vuông vuông là gì anh Đạt? Lỗ này hả? Lỗ này là để mở cái này ra rồi dặn cái cây kia vô để kéo cứu hộ á. Xe bị lún sình nữa mà ba cái xe sedan này, mấy cái xe mà bữa mà xếp khịa khịa mà bước lên cao cao đồ á, bước rồi nọ đó, mấy xe đó người ta mới leo, người ta mới đi địa hình được, chứ xe này sao đi địa hình. Mà em thấy cái xe này xếp mua cũng để không mà có chạy mới đó nè. Chủ tịch của mình không có đi khám phá đâu, không có chui cho mấy cái địa hình nữa đâu, chủ tịch của mình chán lắm. Mà giờ nhìn lại đi nó cũng ngầu ngầu ra nè. Tới cái lỗ này nè, cái lỗ này mới giữ nè. Lỗ dùng để làm gì anh Đạt? Cái này là cái cũng là một cái radar. Radar hả? Nhìn như xe quân sự ha. Cái này là cái radar để giữ khoảng cách, để mấy chức năng như là giữ khoảng cách với xe phía trước hay là phanh chủ động này nọ. Wow. À tức là cái đó mà gặp chướng ngại vật cái là nó phanh gấp đúng không Đạt? Đúng rồi, nếu mà mình quên phanh thì xe nó tự phanh cho mình. Mà mấy cái tính năng thì khuyến cáo đừng nên thử nha. Biết vậy thôi chứ đừng nên thử. Đây còn con mắt nữa nè. Đây là trong trong bộ camera 360. Camera là mình mua mẹt mình có luôn anh Đạt. Đúng rồi, mẹt thì nó có sẵn. Trời, qua đây cho coi này nè. Trời, xe này người ta cũng có nè. Trời ơi. Chiếc đó nhiêu vậy anh Đạt? Chiếc đó có mấy trăm triệu à, là xe người ta có rồi. Nó cũng có khác gì đâu, trời ơi. Ừ, cũng là con mắt vậy thôi. Ừ, em thấy cái này nó cũng đẹp thiệt. Hình mấy viên kim cương, mấy thác kim cương đổ xuống. Nhưng mà công nhận là mấy cái gì mà nó làm mà để đẹp thì mẹt nó làm đẹp thiệt. Cái này em biết là gì nè anh Đạt? Cái này á, là bên này mình để mì tôm phải không? Cái này là rau. Chết. Chết rồi. Xe này của người ta không có dán keo. Xe của sếp chắc có dán keo rồi, không có mở ra được. Ở lúc lắc. Anh Đạt thôi. Tiếp mẹ. Rồi mặt trước có vậy thôi đó. Bây giờ mình review đằng sau đi anh Đạt. Cái đằng sau cái bị bể đó đúng không? Ừ, cái này vui nè. Lại đây coi mẹt 7 tỷ mà anh này vui lắm nè. Cần cận vô xíu nè, cái khoảng cách nè. Đó. Con tay luôn anh Đạt. Gần một con tay. Rồi qua bên đây. Sao con khoảng cách này nó vô xíu vậy? Cái khoảng cách này nó nhỏ xíu mà cái khoảng cách bên đây nó chà bá lửa luôn. À, cái này là cái vụ hôm bữa mà mẹ nó lắp đúng không? Chán thiệt. Bây giờ mình sẽ đến với phần rất là quan trọng của ngày hôm nay. Đó là review máy của chiếc S400 Cup. Lên. Wow. Hơi dơ. Cảm giác đầu tiên của mình là hơi dơ. Giờ như các bạn có thể thấy rõ là cái logo mẹ thiết kế hoàn thiện rất là tinh xảo. Việc đầu tiên mình nhìn thấy nó sẽ là ánh lên cái logo mèo. Kể cả ở trong máy móc mà làm logo mèo hoàn thiện kia ha. Nó không ghi về máy ta? Hả? Không ghi về máy hả? Không để thông số. Nói chung cục máy nó nhỏ nhỏ vậy thôi à. Ai biết nó làm gì? Cục máy này mà nhỏ hả anh? Ừ, cục máy nào mới bự? Có cục máy kia kìa, bữa bự lắm. Bự lắm hả? Ừ. V8. V8 rồi anh. Yes. Anh. Nhân tiện mình coi chiếc đó rồi thì mình coi cục máy này được không anh? Đây cục máy này cục máy B10 anh. Cục máy này là cục máy B14. B14 anh. Đây. Ghê chưa. Xe người ta phải thiết kế nhìn thấy máy chứ, tự nhiên xe mà thiết kế che máy lại. Nè, xe người ta mở lên nè, người ta có cái cây chống nè, thấy không? Đó, chống lại thấy không? Còn xe kia tự nhiên mở lên cái nó lên luôn à. Cái xe này cũng ngon. Nó đóng với nó chừng cùng cùng á. Các bạn, để mình sẽ test tính năng nè, tính năng quan trọng nè. Đây mới là cái quan trọng nè các bạn. Đó mới là cái ăn tiền của mẹt và không phải mẹt nha các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái âm thanh đó ha. Mình thấy một cái điểm dở ơi là dở của chiếc xe mẹt, nhất là chiếc mẹt S400 Cup này, đó là nắp bình xăng.
Các bạn thấy không, nắp bình xăng á, tại sao mình lại nói nó dở? Mình sẽ cho các bạn coi. Đây. Đó. Cái xe gì đâu mà nhấn cái là nó mở ra rồi. Các bạn thấy không? Đó, nè, thử lại cho các bạn coi nè. Các bạn thấy chưa? Chưa gì mà nó mở ra. Rồi cái lỡ người ta rút hết xăng thì sao? Đó, cái nắp bình xăng. Dạ dạ. Dạ. Đó. Các bạn thấy không? Như vậy là người ta có thể lấy xăng được rồi. Thời buổi hiện tại xăng rất là mắc. Đó, ví dụ luôn cho các bạn. Đây, như chiếc xe này nè. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy chưa? Đó, mặc dù kêu nó hơi hơi kêu hơi to. Hơi lung lay chút thôi, nhưng mà rất là chắc nha. Cái này là bạn phải lấy xà beng á. Đó. Còn như cái này nè. Ủa. Ờ đó, thấy chưa? Chỉ cần đụng lại cái nãy mạnh quá, các bạn thấy không? Đó. Ủa sao vậy anh Đạt? Ủa sao vậy? Anh Đạt sao hả? Nhấn vô ra mà. Đây. Đó, ủa, thấy chưa? Mấy cái xe này á là thiết kế thiếu an toàn, dễ bị mất trộm xăng. Thì cái này là mình kiến nghị là anh Duy lần rồi sau. Mở lại coi. Ủa sao vậy anh Đạt? Ủa sao vậy? Few moments later. Chứng tỏ là cái xe này á là cái dạng xe mà lúc muốn mở thì không mở, còn lúc không muốn mở á thì càng khác có thể vô trộm được. Mở được rồi đó. Mở được hả? Ủa sao hay vậy anh Đạt? Tao khóa đây mới mở được, không mở được. À. Đâu rồi coi. Tao có chìa khóa mà. Ghê thiệt. Chìa khóa này là bấm từ xa được luôn anh Đạt. Đúng rồi. Em đi xe máy quen rồi. Mấy cái này khó lắm. Mà công nhận nhìn nó cùi cùi, nhìn nó cùi cùi vậy thôi nhưng mà nhiều tính năng hay ghê anh Đạt hen. Ủa anh Đạt, Đạt. Cái nút này là nút mở cốp nè. Ừ. Rồi nút này là nút mở khóa nè. Vậy nút này nút khóa anh Đạt. Ừ. Tính ra cũng vậy thôi, có gì đâu. Hả? Trời ơi, con xe mẹt thì cũng có nhiêu đó thôi. Cái xe máy A-Black của em á là nó cũng có nút mở nè, nút đóng nè, chỉ có không có nút mở cốp thôi. À có nút mở cốp luôn. Mà bề ngoài xe này á hình như là sếp quay phim nhiều rồi, nhiều người biết lắm rồi. Cái quan trọng á là sếp chưa bao giờ quay bên trong hết á. Okay, mà bữa nay mình xu được cái này á là mình phải vô bên trong mình coi. Wow. Nè. Để vô tự thích nè. Đó. Lại đây con này ghê lắm. Giống phim khoa học viễn tưởng lắm. Là coi nè, mở ra nè. Coi cọng dây nè. Thấy cọng dây không? Qua bên đây nè. Không thấy rồi. Đó, thấy cọng dây nó chạy ra chạy vô không? Ừ, hay hết. Nè. Ừ. Đó. Ghê. Kiến hai lớp chân không đúng không? Kiến hai lớp chân không nè. Bởi vậy cái này bữa sếp nói đó. Này mà đưa coi đưa bồ vô ông trọng lên ra khí thế luôn, ngoài không ai nghe đâu. Không nghe gì luôn. Cái này có trúng đạn không anh Đạt? Không biết nữa. Này bữa nào gì bắn thử anh Đạt ơi. Bữa nào kiếm cái súng bắn thử rồi. Rồi, hôm nay mình sẽ review bên trong. Qua bên cửa bên kia đi. Ok các bạn, vậy thì mình sẽ được vô trong chiếc mẹt 7 tỷ. Các bạn biết gì không? Một điều đặc biệt của mẹt S400 Coupe là cửa đôi. Tức là chỉ có hai cửa thôi. Đây. Rất là nặng anh em, đây là cửa phụ. Tự hít các bạn. Khi mình đóng cửa tự hít. Trước khi mình đóng cửa hít thì đây. Trời ơi, đã quá. Thằng là da không à, ở đâu cũng da hết á. Mà sao cái nút này á của người ta đèn đuốc đồ đẹp lắm, mà sao cái xe này nó cái nút nó cứng ngắc à. Cái nút nhìn nó không có đèn đuốc gì hết á. Ủa cái nút này là nút khởi động mà anh Đạt? Đúng rồi. Hay quá. Mình chỉ cần có chìa khóa thôi, mình bấm nút này là xe sẽ tự động khởi động. Ở đây trước mặt là đồng hồ luôn, là màn hình luôn, đây là cái màn hình luôn chứ không phải là đồng hồ cơ. Nhìn nó rất là đẹp. Ủa đây đâu có em thấy mấy cái xe hơi anh Đạt. Ở đây nè, nó có một cái gọi là cái cần số đúng không? Đúng rồi, cần số anh Đạt, để không có ta. Mẹt á thì cần số đưa lên đây. Cái cần số của nó là nhỏ xíu vậy hơn nè. Dưới vô lăng thì có hai cái lẫy chuyển số nè. Đây cộng trừ nè. Là chạy giống như là chạy cái mình vô số. Giống như sport ha. Ở
như mấy cái xe đua rồi ha. Mà công nhận ha, vô quạt mát ghê. Xe 7 tỷ cũng có máy lạnh như xe thường hay ha. Có cái loa á, quay cái hiệu cái loa đó là loa Burmaster, là loa mát. Xe này chắc mấy chục loa á, xe này nghe nghe nhạc chắc phê lắm. À biết rồi, cái này là around sound, hệ thống âm thanh vòm đúng không? Chắc là vậy á, hệ thống âm thanh 3D, 4D vậy đó. Ghê thiệt. À mình giới thiệu với anh em luôn là đằng trước là mẹ, à, tuy là mẹ cúp nhưng nó cũng có 4 chỗ nha anh em. Là mình có thể mở cửa rồi đi vô hai ghế sau nữa. Đó. Đây, mở cửa và đi vô hai mấy sau. Mình để ý kỹ nha, là bây giờ ở đây nó có một cái e bạc đúng không? Đúng. Đây, đây có một cái e bạc. Xe này nhiều túi khí lắm. Trên đây nó có thêm một cái e bạc nữa, đúng không? Đúng. Đó. Ghế sau có e bạc nữa, ông nói rồi. Ghế sau thì e bạc ở đâu mình chưa kiểm tra. Nhưng mà ở đây nè các bạn thấy nguyên là phía trước không? Thì ở đây có một cái túi khí. Đó, lên đây cũng có một cái túi khí nữa. Vậy là ghế trước không là mình có 4 túi khí rồi. Chưa nói về độ an toàn của khung gầm thân vỏ, nhưng mà trước mắt là họ trang bị nhiều, khá là nhiều túi khí cho mình á. Còn túi khí đầu gối đồ tùm lum hết á, chứ không phải đó nhiều nhiều đó không đâu. Cái gì có túi khí đầu gối nữa hả? Ừ. Rồi vậy. Nói chung là về chế độ về an toàn thì mấy xe siêu cao cấp này để dành cho chủ tịch đi mà phải giữ an toàn cho chủ tịch chứ. Cái nhà của mình được nghe như là đã chứ. Này là volume. À, tại volume. Vì mấy cái này đương nhiên phải điều chỉnh cơ à, với lại cái màn hình này được cái xe 7 tỷ mà màn hình không có touch screen. À, tức là không có cảm ứng hen. Mà thôi cảm ứng chi anh. Trời ơi, ai chạm vô đó chi anh. Ôi xe cụ bắp quá. Màn hình không có touch screen gì hết. Ủa cái nút airbag với cái này là gì anh Đạt? Airbag là túi khí á. Nhưng mà cái nút này là nút gì? Ai biết đó. Nút để chỉnh hướng máy lạnh á. Wow. Ở đâu cũng là da hết á. Chừng thì da Alcantara. Chừng là da luôn hả? Ừ, chừng là da lộn á, cái này là da lộn Alcantara. Ghế thì da Napa. Ghế thì da Napa. Má ngồi mát lưng lắm. À. Ngồi ôm lưng vải luôn. Thường thường mấy cái này nè, xe người ta tên làm nhựa được rồi, tự nhiên này làm chi bọc da chi tốn tiền. Phí anh ha. Ờ, tự nhiên bọc da tốn tiền. À, cái này là bạch màu vàng, đến đây là an toàn đúng không? Đến đây là nguy hiểm đúng không? Bạch màu đỏ là còn xài được. À, màu đỏ là xài được. Là đây là mình mô phỏng luôn cái xe của cái mình. Xe của mình ha. Nhưng mà nó mô phỏng được vậy, này phải xe mình không ta? Xe mình đó, đúng xe mình luôn á. Nhìn mô phỏng nhìn kỳ kỳ. Thằng này thiết kế 3D kém. Đúng rồi, tại thiết kế 3D kém. Ừ, cái này chiếc 7 chỗ ở bốn. Ừ, giống gần gần 7 chỗ thôi. À. Đánh lái qua mà được cái này đánh lái là chính xác lắm nha. Cái này nó chỉ đi đâu á là thực sự ngoài đường nó chỉ đi đó đó nha. À. Còn mấy cái xe khác á thì nó cũng lắc lắc vậy cho vui thôi. À. Chứ nhiều khi nó lắc qua, thí dụ như nó lắc qua tới đây mà mình để nguyên vậy cái hồi nó xỉa vô tới đây á. À, xe à, này đâu? Thì là chỉ đâu là chỉ đó. Anh đánh lái thử cho mọi người coi thử. À. Ghê ghê. Cái này thì cũng ghê 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 ghê. Nhưng mà được cái là nó chính xác. Chính xác hả anh? Ngon thiệt anh em. Công nhận. Thôi mình lỡ mình chơi lần là chạy chiếc con xe đi massage đi anh Đạt ơi. Sợ gì anh Đạt? Chạy con xe này đi massage được cái đây. Nhưng sợ là vô là không có tiền bo thôi. Góc view. À là có mình có cam thực tế luôn hen. Ghê thiệt. Góc view trước. Ừ, này view trước nè các bạn. Đó, đây là view trước, là chiếc xe trước. Anh Đạt. Còn cái tủ này sao lại gì anh Đạt? Em thấy ở dưới đây nữa hay có champagne lắm. Thôi mình đừng khui Đạt ơi, lỡ mà khui mà có cái gì mà không đáng nhìn là chết luôn. Thôi đừng dòm. Ghê lắm, cái này đồ nguyên của sếp đừng có dòm. Chết. Thì ở đây nó có một cái tủ nha anh em. Còn tủ trong này để gì á thì cái clip này khoảng 1 triệu view là mình sẽ mở ra cho anh em coi trong này có cái gì nha. Trời ơi, băng ghế sau này nhìn cũng đâu có cùi đâu. Trời ơi, ấy có cái gì 12V kìa anh Đạt. Thì điện 12V để sạc được điện thoại này nọ mà chắc cái ghế này mấy năm trời mới có người ngồi lần thôi. Còn bình thường là sếp ngồi đây cái có một bạn nữ ngồi đây thôi chứ. À. Sếp ít chở ai đằng sau lắm. Cũng đúng ha. Hèn chi ở đằng sau nhìn nó sạch bon à, như mới mua vậy. Trước thì hơi dơ đúng không? Đó thì em không nói nghe. Đây là sơ nội thất xương xương của chiếc xe. Sao mày cầm cái ly nước hoài vậy? Chứ em đâu biết để đâu. Em thấy cái xe này á, đúng thiệt, nó đẹp thiệt, chắc thiệt. Cái này sắt nè, kiến chống đạn nè, hay lộn, kiến chống ồn nè. Mà
dở cái là không thiết kế đỡ chai nước. Ví dụ sau này em lỡ mà em làm giám đốc BBT đi xe là đâu được cầm nước đâu, thấy không? Quá dở. Xe này là xe dành cho giám đốc, mà giám đốc là cái ghế này nè, ghế ở trên này, còn ghế đó là ghế nhân viên đi ké, đúng không? Nhưng mà nó cũng có trang bị á. Có không? Có cọng dây kế bên kìa. Đâu? Kéo cọng dây ngang ngang á. Đây hả? Trên. Đó. Đây. Ừ, cọng dây đó kéo xuống. Ê. Kéo xuống. Wow. Hay ghê. Đó. Ê. Chỗ đó để đồ thôi. Để nước được không? Để nước thì có trước nữa nè. Ê. Bật ra. Ê. Em làm lại cho coi nè. Ê, hay đó. Để nước. À, cái này gật. Đó. Gác tay lên coi nhìn sang không? Rồi, công nhận em ở dưới quê lên nhìn phèn mà vô xe 7 tỷ ngồi cái nó sang hẳn anh ha. Các bạn thấy chưa? Xe này có nhiều thứ khám phá lắm á. Bên đây là chỉnh ghế điện. Chỉnh ghế điện là gì anh Đạt? Nè, đẩy tới đẩy lui nè. À, chỉnh điện hay ghê ha. Ngã. Này là nhớ ghế. Nhớ ghế là sao anh Đạt? Là nhớ vị trí ghế á. Tức là lần sau mình lên mình ngồi cái nó nhớ ở chỗ đó hả? Đúng rồi. Hay ghê. Ấy, có chỉnh vô lăng nữa bay. Ừ, hồi nãy em thấy vô lăng lên xuống luôn á Đạt. Vô lăng này chắc chỉnh được mấy hướng luôn á. Đâu anh bấm cái đó, hồi nãy em thấy vô lăng lên xuống luôn á. Đó. Ghê thiệt. Mà cái cổ vô lăng á nó cũng bằng da luôn anh Đạt. Nè. Đây thì nhựa, nhưng dưới này là da nè. Không biết sau lớp da nãy gì ha. Sau lớp da này là ba cái nhựa tổng hợp á mà. Mà tại vì cái bọc da lại nhìn nó che mấy cái nhựa tổng hợp đi thôi, chứ sau lớp da này là nhựa tổng hợp á. Thiệt không? Anh đoán là vậy á. Chứ anh làm gì có tiền mua xe này mà mở ra coi. Anh thấy không? Design không? Tí bèm bèm ưu cho. Ông lột. Thấy cái bao, mấy cái bao bao ni lông của sếp để trong này mà mở ra quá. Ăn đạn đúng không? Chỗ này về cắt nha. Bây giờ anh là anh nắm cái YouTube của công ty đúng không? Anh post cái này lên á thì để phục vụ cho mấy người mà tò mò. Mấy người muốn biết thôi, mà mình up lên á thì mình không biết là sau khi mình up cái clip này lên xong mà sếp biết được á thì mình có còn làm ở BBT nữa không? Thì bởi vậy giờ chở em đi massage lần đi chứ biết sao giờ anh Đạt. Sếp này tao đâu có biết đâu. Chở đi massage là có sao đâu, anh em làm với nhau không mà. Dạ bây giờ là cái phần hot nhất. Là mình đã lỡ lấy chìa khóa rồi thì mình xu chiếc xe này mình chạy chơi vòng luôn. Anh em mình sẽ chạy chiếc xe này vòng vòng Sài Gòn. Ủng hộ không? Anh em thấy sao? Bấm một like nha anh em. Đường dạo này bây giờ là khoảng 4 giờ chiều. Thì đường hơi đông. Trước khi chạy thì mình phải thắt dây an toàn. Thắt dây an toàn. Rất là an toàn. Ây da. Trời anh quá, em, cái tiếng khởi động á anh em. Cái tiếng khởi động và cái tiếng di chuyển xe khi mình nhấn ga anh em, không hề nghe bất cứ một tiếng nào. Như anh em biết là mình đang quay bằng chiếc iPhone. Và cái hệ thống loa của iPhone thì chống ồn nó cũng không có tốt lắm. Nhưng mà anh em thấy không, rất là êm khi mình vào cua nè. Cực kỳ nhẹ nhàng. Phải nói là có dịch vụ thì mình khoan nói về câu chuyện dịch vụ mấy ngày qua. Nhưng mà nói để trải nghiệm một chiếc xe Mercedes S400 thì ở Việt Nam nó tầm khúc phân khúc tầm sang rồi. Nếu mà các bạn có thể nói thì các bạn nó có thể xếp vào dòng siêu sang. Di chuyển các bạn thấy là rất là ngọt ngào. Các bạn thấy là mình vừa mới đi qua một cái gờ giảm tốc. Trời ơi nó êm, nó tới sướng lắm luôn á. Nó êm mà không nghe một âm thanh gì bên ngoài luôn. Êm như đang ngồi trên một cái tấm thảm bay á. Trời ơi chiếc xe này bình thường xếp đi á, xếp bấm kẹt là ở ngoài nghe muốn tét rúng luôn á. Mà vô xe ngồi bóp kèn nghe cũng êm mà nghe nhỏ nhỏ. Xe này cách âm tốt kinh. Như các bạn thấy hồi nãy là cái hệ thống kính của xe này là hệ thống kính hai lớp cách chân không. Tức là sau mỗi lớp kính nó sẽ là một lớp chân không. Đó, đó là độ hoàn hảo hoàn thiện của chiếc Mercedes 400 Cup này. Nhưng mà cách âm tốt quá thì nó cũng có một cái điểm không quen á, là mình mới dừng ngồi lên á mình nghe cảm giác ù tai á, tại vì nó cách âm quá tốt đi. Là giảm giống như là thay đổi áp suất đúng không? Đúng rồi, giờ mình ngồi trong này nó im yên tĩnh quá cái mình có cảm giác mình bị ù tai luôn. Tại vì mình là dân hai lúa, mình không có ngồi xe sang quen á nên mình bị vậy. Còn thí dụ mấy ông chủ tịch, mấy ông ngồi xe sang quen rồi thì sẽ không bị.
các bạn thấy ở góc quay này thì các bạn thấy được là cái toàn diện một cái góc nhìn của người ngồi trước, là các bạn thấy là cái quầy bar, mình tạm gọi là quầy bar đi ha, nhưng mà không ai gọi là quầy bar phía trước được thiết kế cảm giác như một cái không gian, cảm giác như một không gian rất là rộng các bạn. Nhìn cái xe bên ngoài nó hơi hẹp bởi vì sedan mà đúng không? Sedan bản chất nó là nó không thể rộng bằng những chiếc xe khác được đúng không? Những chiếc xe bự kia là SUV đúng không? Đúng rồi. Đó, những chiếc nhỏ như vậy thì sedan thì thường cái không gian nó không bằng SUV được. Nhưng mà khi bạn ngồi vào đây các bạn thấy nè, cái hệ thống vòm phía trước á nó phối hợp rất là nhịp nhàng. Nhìn nó rất là rộng. Ngồi trên chiếc xe này các bạn thấy được rằng là cảm giác khi mà mình chuyển hướng và tăng tốc, cảm giác nó rất là êm. Không, nhưng mà ngồi trên chiếc xe này á, cái cảm giác của anh hiện tại bây giờ á là anh đang lấy một cái nhà phố mấy tỷ anh bong bong ngoài đường, thấy nó cũng ghê đó. Cũng ghé chơi. Tôi bơm bánh xe không anh? Ôi giời. Tôi bơm bánh xe mà thấy tiệm nhỏ quá, anh sợ bơm không có tốt. Thay được phao xăng nha anh. Few moments later. Đây là xe đang lùi sau khi sau khi bơm bánh xe. Như các bạn thấy là cái xe của Mac á thì cái hệ thống quảng cáo của nó là sau khi các bạn bị có sự cố về lốp thì các bạn vẫn có thể di chuyển thêm khoảng 80 km nữa. Đó là thông số quảng cáo của hãng. Rất đặc biệt các bạn. Mình có thể cảm nhận rõ là khi các bạn ngồi trên một cái nhà di động như vậy thì các bạn có thể thấy được là nó rất là tuyệt vời. Đó là lý do tại sao mà những người mà người ta thực sự có sức mạnh tiềm lực về tài chính thì họ sẽ không ngần ngại bỏ ra một số tiền không phải nhỏ. Nếu như nói chiếc Mac để vận chuyển về đây vận hành thì có thể nói bạn đang đi chiếc Mac gần như là đắt nhất thế giới ở tất cả mọi thị trường. Gần như nha các bạn, vẫn có một số nước cao hơn. Mình chưa nắm rõ nhưng mà ở Việt Nam được xếp là một trong những nước mà vận hành xe hơi, nhất là những dòng xe hơi sang và có dung tích xy lanh lớn như thế này, thì ở Việt Nam đang gọi là top đầu thế giới. Nói chung là một cảm giác rất là phê. Thằng này kêu nó đi theo, nó quay giùm mình để đằng sau mà giờ nó ngủ luôn rồi. Ôi. Vậy tới nơi rồi. Tới hả anh Đạt? Ừ, nè, cầm đi. Xe êm quá. Nhanh vậy. Ngồi trên cái xe này êm quá nên là mình cũng không biết là khi nào tới nơi nữa. Thôi, bây giờ chắc là mình xin kết thúc video clip ở đây. Các bạn nhớ bấm like, bấm share cho mình nha. Bây giờ mình lên xin phép về nghỉ đó. Không biết làm sao chứ nếu như clip này các bạn không share là tụi mình out team là cái chắc rồi. Cảm ơn. Bye bye.